là này bút vui quà nha. À đúng rồi, con biết quà này quà gì không? Đang 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 à, 6.1 plus đã có mặt ở Việt Nam từ năm ngoái. Cái mẹ chú Phương mà đã nằm ngoài rồi. Ờ, thấy không? Thấy không? Đây, đen 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 đen. Ờ, 6.1 plus thì giá 3.5 triệu. Đúng hợp rồi, thấy không? Coi đủ rồi. Nguyên để vui thầy nhớ nè. Mở hộp thầy nhớ nè. Hướng dẫn sử dụng. Cái rung hợp. Còn gọi gì ta? Đen 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 đen. Hồ cắm. Vinh nha. Vinh nè. Sợi dây gắn nguồn. Đây nghe, đây 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 đây. À, đây đi đây bên này. Đây. Đâu à, mấy nha. Còn gắn đây nha. Trước là bằng kiến, bằng sau cũng là bằng kiến luôn, nếu không phải là bằng kim loại. Ok, giờ để dọn vô mình thử mở nguồn coi nó sao ha. Chấm 8 inch thấy không? Quay là full HD. À, máy là có 2 camera. Camera trước là 16 megapixel. Camera phụ là 5 megapixel. Camera phụ. Với là cái 3.1 máy này mới. Đây là nguồn hấp này. Đây là ổ cắm headphone. Cái này là cái loa. Cái này là USB. Đây là lên ha. Pin nó thì nó đang nằm khoảng 50%. À, mới khởi động luôn á. À, màn hình tay thỏ luôn ha, màn hình tay thỏ luôn nè. Ba nút điều hướng ở dưới đây. Ok. Rồi, vuốt nhẹ lên để mở khóa cũng bình thường. Ok, mở lên vô trong màn hình nè, căn bản của 6.1 plus nè. Nó có những cái gì trong đây? Đây là những cái icon căn bản nè. Nghe gọi nè, nhắn tin nè. Cửa hàng siêu thị để mua mấy cái app ứng dụng. Google Chrome, máy chụp hình. Với lại cái ảnh, Google ảnh nằm đây.
đó, những cái folder về Google, YouTube, bản đồ, ứng dụng của Google nằm trong cái folder nhỏ, ok. Rồi vuốt nhẹ lên là chắc chắn nó vô cái phần chính của nó. Rồi đây, đó. Rất là mượt mà. À, đây là những cái căn bản ha. Danh bạ, điện thoại, đồng hồ, mấy cái căn bản là Gmail, Google, ok, Drive, hình nền. Căn bản thôi, không có gì hết. Lịch, ok, cài đặt. Đó. Và phim điều hướng ở trên này. Đây. Giờ vô thử máy chụp hình nha. Đây. Giờ cho phép máy ảnh truy cập vào vị trí cài đặt vào máy chụp hình, ok, cho phép. Đây, hôm nay thì nó vẫn căn bản cái bình thường thôi. Tiếng Việt. Chụp cảnh rộng toàn cảnh nè. Đây thì nó sẽ rộng à, à góc rộng nha. Góc rộng. Hình vuông thì vô đây. Làn cảnh ở đây rộng hơn. Bokeh là chụp xóa phông á. Ok. Phần thủ công thì vô đây là tự điều chỉnh. Thì nó sẽ cho ba mức là tự động nè, tự động. Chỉnh được cái gì ta? Cài đặt giờ. Đèn flash tự động. Cân bằng trắng. Tự động dọc. Tự động thì gồm có ước lượng cân bằng trung tâm. Tự động là vô cực, là lấy nét vô cực với lại chụp macro. À, cái này được có thêm cái chụp macro là chụp cận cảnh. Ở dưới đây thì là tự động chỉnh theo cái cân bằng trắng, là có thể lấy theo những chế độ là ánh sáng ban ngày nè, chụp nhiều mây, chụp bóng tối, ok. À, còn cái này EV, EV là cân bằng sáng, cho phép tự chỉnh. Đây là phần quay video. Quay video hiện nay nó dịch được tiếng Việt hết rồi, nó vẫn bình thường thôi. Thủ công ảnh chụp tua chậm nè, tua nhanh nè, rất là ok. Nó có cái là live stream. Thử nhấn vô. Này là chụp đơn cái. Ok, live stream thì được có cái dấu. Có cái phím live stream là YouTube nè. Bấm đây là sử dụng kênh YouTube, live stream trực tiếp lên YouTube. Bên đây là live stream trực tiếp lên Facebook. Oh, đặc biệt thêm cái này ha. Ở dưới đây là những cái icon mà chụp ghép. Ok. Rồi. Căn bản vậy thôi. Ngoài ra thì tất cả đều giống những cái Nokia đời trước. À, lần sau thì nó có đèn flash với lại hai cái camera. Một cái thì chụp với lại một cái thì nó xóa phông. Ở dưới là đèn flash. Còn cái phím tròn này là phím mở bằng vân tay. Đây là mặt kính, không phải là kim loại cho nên nhìn nó cũng bóng bẩy ha. Ok. Gọn nhẹ. Vừa túi tiền. Tầm trung. Đây là dành cho những người mà thích live stream, chơi game. Rất là phù hợp. Thôi bây giờ để thử gắn cái sim cho coi. Đây, tìm cái lỗ chọt vào. Đây là cái mâm này nha. Cái mâm này hình như là nó thiết kế cho hai sim. Ok, hai sim. Đây, có thể gắn được hai sim. Gắn cái sim để vào. Ok, vô tình luôn. Đây. Có thể sử dụng thêm một sim 4G. Ok, giờ gắn vô ha. Thích. Xong. Rồi, giờ phải làm lên lại coi. Ủa, nếu mà mình gửi ấy về, không biết tất cả sim là nó có lưu qua đây hết không ta? Số điện thoại ha. Rồi, vô đây coi. Vuốt. Super sim. Đây, danh bạ đây. Ok. À, bây giờ đi vô phải sao lưu và sắp xếp liên hệ của bạn với Google, đăng nhập
À, bây giờ phải khai báo lại. Không thể đăng nhập, bạn không có kết nối mạng. À, vô kết nối mạng rồi nên kéo này xuống. À, ok, tăng độ sáng lên chút ha. Đây vô wifi. Bluetooth tắt nó đi. Tự động xoay ok. Dữ liệu di động là bỏ phải không? Cái này là bỏ nè, tắt dữ liệu di động tắt. Không là sẽ tốn tiền. Chụp màn hình ok để vô wifi. Vô setup lại. Đặt này đi. Vô setup. Vô cài đặt để mở wifi lên nè. Vô cái máy này mới nên phải là cài đặt lại. Hoàn tất thiết lập thiết bị của bạn ok. Hoàn tất thiết lập Nokia 600 Plus. Sao chép dữ liệu của bạn, đặt hình nền của bạn và nhiều lý do khác. Ok, cái này nhắc tôi sau đi. Nhắc tôi sau. Ok. Bây giờ mở wifi lên trước. Rồi vô đây. Giờ đang tắt không? Bật lên nè. Sử dụng wifi, gạt cái nút này lên. Ok, on. Bây giờ hiện một số cái mạng lên đó, đồng chọn là đó, vô cái mạng này nè. Vô cái mạng này nè. Nè. Cái nói. Nhanh hay không? Đã kết nối. Rất nhanh. Tại vì máy mới mà. Wifi đã lên. Wifi lên rồi, giờ nãy mình làm gì ta? Đây Google ảnh. Giao lưu và đồng bộ hóa. Ok, để nhập và sao lưu, đăng nhập để sao lưu. Rồi cái này làm sao? Ok. Rồi, nói chung là máy mất mượt mà. Bây giờ đồng bộ thử Gmail lên trên đây coi. Đây, mở Gmail ra, tính năng mới của Gmail, tất cả các tính năng bạn yêu thích và giao diện hoàn toàn mới, ok. Thêm địa chỉ nè, vào Gmail trên đây, thêm địa chỉ. Đây, đặt Gmail. Rồi, Google. Rồi, đăng nhập ha. Đăng nhập thì để mình đăng nhập. Gmail đã vô. Ôi, gửi được cái icon mới. Tôi đồng ý tất cả các điều khoản này. Đang kiểm tra thông tin. Đây là đang đồng bộ dữ liệu lên máy của mình. Cập nhật. Đưa tôi tới Gmail. Nghe là đã được cài đặt không nè. Của mình đã được cài đặt không. Ok, bây giờ chỉ cần bấm cái đưa tôi tới Gmail thì cái Gmail của mình sẽ được mở ra. Đây là trang chính. Ok, cái đặt Gmail đã xong. Đã ra đời từ năm ngoái rồi. Nhưng bây giờ hiện tại là giấy giá hiện nay là 3.2 triệu, 3.4 triệu. Thì nói chung là tầm trung, mà giấy giá này rất là thích hợp. Để xài một cái điện thoại có thể chơi game, có thể đăng nhập Facebook hay là live stream trên Facebook, YouTube rất là ok. Đạo diện rất là đẹp. Cảm ơn vì đăng này. Pin thì chắc là cũng sẽ tốn là 8 tiếng á. Bây giờ nó đang có 50%. Ok. Chắc là ok.